dụ ở trên mà bật muốn bật điều hòa mà ở dưới nó mát ấy, thì ở trên ấy chúng ta sẽ phải kiểu nó rất là lạnh thì ở phía bên dưới chúng ta mới mát được. Là mẫu xe 4 nhất trong phân khúc, Nissan Almera sẽ là một cái tên mà các bạn đáng thử khi đang cần tìm kiếm một mẫu xe gia đình kết hợp chạy dịch vụ mỗi dịp rảnh rỗi. Có mức giá từ 469 cho tới 579 triệu đồng thì Nissan Almera nó không nằm trong nhóm xe có mức giá rẻ nhất phân khúc, hay nói đúng hơn thì mức giá của mẫu xe này còn khá cao. Tuy nhiên thì nếu bạn là người đã từng trải nghiệm mẫu xe này thì mình tin bạn sẽ phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều nếu đã chọn yêu một mẫu xe khác trong cùng tầm giá. Và cụ thể nó như thế nào thì mời các bạn hãy cùng trải nghiệm chiếc Nissan Almera với bọn mình trong video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Hay, mình là Hoàng Vũ. Đầu tiên là ở phần ngoại thất. Xin lỗi các bạn một chút. Gì đây? Infina nhắn tin cập nhật giá chứng chỉ quỹ DCBS hôm nay. Thực ra đây là một cái app mà mình mới sử dụng. Thì nó là một app chứng chỉ quỹ. Tức là thực ra là gần đây, thời gian gần đây này, thì nhiều người bắt đầu họ quan tâm đến cái khái niệm là chứng chỉ quỹ. Thực ra hiểu một cách đơn giản là thay vì mọi người bắt đầu tự mua cổ phiếu, tự mua trái phiếu thì các bạn có thể đầu tư vào các cái quỹ này, rồi họ sẽ chuyên cổ phiếu, trái phiếu cho bạn. Ví dụ như bản thân là mình cũng là một người cũng hơi bị bận một chút, ví dụ là dành thời gian để review xe này hay là biên tập tin bài, rất nhiều thứ, gia đình nữa, mà bảo bây giờ bỏ thời gian để nghiên cứu với cả tìm hiểu về mấy cái biểu đồ, với cái cặp nến để đầu tư ấy, thì với mình nó cũng hơi bị lười, cũng không nhiều thời gian lắm. Thì về cái việc mà dùng cái app Infina này thì mình thấy nó rất là tiện. Ví dụ ở trong cái app này thì mình thấy có rất nhiều các cái quỹ đầu tư uy tín, ví dụ như là Dragon Capital này, hay Vietcombank Security hoặc là VN Direct, rất nhiều những cái app uy tín. Ví dụ như mình thì hôm rồi mình có nạp vào đây 500 để thử thôi, để đầu tư ấy, thì cũng đến hôm nay là cũng còn lãi một chút, cũng gọi là cũng có tiền cà phê anh em các thứ, mời bạn bè ăn uống thì cũng chưa tiền gọi là lãi đây. Và như mình có nói thì cái Infina này nó liên kết với các quỹ rồi, nên là mình chỉ cần tạo tài khoản Infina rồi thoải mái lựa chọn các quỹ mà mình muốn mua. Anh em nào rảnh cứ tìm hiểu nhé. Ngoài chứng chỉ quỹ thì Infina có cách đầu tư đơn giản hơn là tích lũy tiền, cứ cho tiền nhàn rỗi vào hưởng lợi nhuận theo ngày. Và mình sẽ để cái link của Infina ở bên dưới để các bạn nào quan tâm có thể thử đầu tư. Biết đâu chúng ta lại có thể kiếm được một chút, để gọi là ngoài lương thì cũng có một tí gì đấy để mua xe chẳng hạn. Làm mà một chút vậy thôi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với mẫu xe này. Thì Nissan Almera có thể được coi là một sự lột xác ngoạn mục so với phiên bản trước. Nếu như ở phiên bản cũ là Sunny, tên gọi cũ của Almera, thì chúng ta sẽ có một cái phong cách thiết kế mờ nhạt, nó nhờ nhờ và chẳng có gì là ấn tượng cả. Nhưng đối với Nissan Almera giờ đây, nó đã khác và khác rất nhiều. Chúng ta có một cái diện mạo phải thừa nhận là trẻ trung, hiện đại và ấn tượng hơn hẳn. Ngay ở khu vực đầu xe thôi, các bạn sẽ thấy nổi bật là một cái thiết kế bộ mặt ca lăng V-Motion đặc trưng và cứng cáp của Nissan. Giờ đây thì cái bộ mặt ca lăng này được bao trọn ở bên viền là một cái đường chrome màu khói. Bên cạnh đó thì là cụm đèn chiếu sáng góc cạnh với giải đèn LED định vị hình móc câu. Hay khu vực thân xe chúng ta sẽ có rất nhiều những cái đường nét cứng cáp và thẳng, và đuôi xe với tạo hình đơn giản. Tất cả đó đã tạo nên một cái ngoại hình phải thừa nhận là đẹp ở trên Nissan Almera. Về phần trang bị ở ngoại thất thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn định vị, đèn pha, đèn cốt, đèn sương mù. Ở trên phiên bản cao là hệ thống đèn LED, pha cốt ở trên phiên bản tiêu chuẩn là chỉ có bóng halogen mà thôi. Mâm xe thì là mâm 15 inch cho cả 3 phiên bản. Gương chỉnh điện tiêu chuẩn gập điện trên phiên bản cao. Phanh đĩa phía trước và phanh tang chống ở phía sau. Và có một chi tiết nữa mà mình thực sự ấn tượng ở trên chiếc Nissan Almera, đó chính là ở không gian cốp. Đây là một yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể lựa chọn một mẫu xe gia đình kết hợp làm xe dịch vụ. Đối với không gian nội thất thì có lẽ vẻ đẹp sẽ nằm trong mắt mỗi người sẽ có một gu khác nhau. Nhưng đối với cá nhân mình thì chiếc Nissan Almera này nó có một không gian nội thất hài hòa, chỉn chu, và nó không khiến cho mình một cái cảm giác bị bình dân. Cái chi tiết mà mình ấn tượng nhất ở trong phần thiết kế nội thất đó chính là cái vô lăng kiểu decat ở phía bên dưới này. Nó cũng mang một chút gì đấy gọi là tinh thần thể thao ấy chứ.
Và nếu các bạn để ý hơn ở những cái phần nút bấm ở trên vô lăng ấy của chiếc Nissan Almera ấy, các bạn sẽ thấy là nó khá giống so với nút bấm trên vô lăng của những mẫu xe mẹt ngày xưa. Nghe có vẻ hơi khó tin đúng không? Một chiếc xe bình dân mà lại đi so với một mẫu xe sang. Nhưng nếu các bạn để ý hơn ấy, các bạn sẽ thấy được là mẹt và Nissan ấy, họ cũng là hai thương hiệu có cái sự hợp tác khá là mạnh. Và cũng không ngoại trừ đây là một cái sự học hỏi lẫn nhau. Hay đơn cử như chúng ta có chiếc X-Class được coi như là một phiên bản hạng sang của chiếc Nissan Navara vậy. Nhìn chung thì Nissan Almera có thể được coi là một bước đi lớn của Nissan trong công cuộc đổi mới sản phẩm, và đầu tiên chính là ở phần thiết kế. Về trang bị thì ở trên mẫu xe này cũng có khá nhiều trang bị nổi bật. Hay đơn cử như chúng ta sẽ có một cái đồng hồ công tơ mét ở phía trước là dạng pha màn hình điện tử kết hợp đồng hồ analog. Và cái kích thước màn hình điện tử ở trên đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này cũng rất lớn. Nó hiển thị vòng tua và đầy đủ các thông tin mà chúng ta cần. Bên cạnh đó thì ở trên Nissan Almera chúng ta sẽ có hai chế độ lái Normal và Sport. Và cái nút chỉnh chế độ lái nó cũng khá là dị. Nó đặt ngay vào phía bên dưới của chiếc console này. Và nếu mà mình mà không tìm hiểu kỹ, tức là mình không hỏi qua các tư vấn bán hàng hay các kỹ thuật viên ấy, rất là khó để có thể biết là đây là nút bấm chuyển sang chế độ thể thao. Bên cạnh đó thì ở trên chiếc Nissan Almera chúng ta sẽ có điều hòa tự động một vùng là tiêu chuẩn, hay là màn hình giải trí 8 inch có kết nối điện thoại. Và đặc biệt nhá, ở trên chiếc Nissan Almera này chúng ta còn có cam 360 xịn gió, rất xịn sò. Để đánh giá về chất lượng hiển thị của cái màn hình và cái cam 360 ở trên chiếc Nissan Almera ấy, thì đối với mình nó ở mức gọi là chấp nhận được, dùng được, chứ nó không thuộc loại là quá tinh vi và quá tinh xảo đâu. Nhưng mà dẫu sao thì chúng ta cũng phải hiểu rằng đây là một mẫu sedan hạng B. Do đó thì với trang bị cam 360 thì nó cũng là một cái gì đấy nó rất là ghê gớm ở trong phân khúc này rồi. Và bên cạnh nữa thì chiếc Almera này có thêm hai trang bị an toàn mà mình đánh giá cao và cũng là duy nhất trong phân khúc. Đó chính là hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Đây là hai trang bị sẽ giúp chúng ta lái xe an toàn hơn, và nó cũng giúp chiếc Nissan Almera này nhỉnh hơn các đối thủ khác về mặt trang bị. Về điểm trừ thì ở trên chiếc Nissan Almera chúng ta sẽ có ghế nỉ. Tuy nhiên thì ở cái chiếc xe bọn mình đang mượn được ở đây đã được độ lại bộ ghế da, cũng như là cái bệ tì tay này cũng bản chất nó không có đâu, đây là được độ thêm. Và có một cái chi tiết mà mình cũng tương đối là ấn tượng ở trên chiếc Nissan Almera, đó chính là ở cái phần nội thất bề mặt tắp lô nó được bọc da. Nghe rất kỳ đúng không? Một mẫu sedan hạng B, một mẫu xe có mức giá chỉ loanh quanh hơn 500 triệu mà nó lại có cả cái tắp lô bọc da trông rất cẩn thận như thế này. Thì đây là một điểm cộng về mặt thẩm mỹ, nó mang tới cái trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng. Ê chà chà, cái tiếng đóng cửa đúng chuẩn một chiếc xe mới, lại còn xe nhập khẩu, rất chắc chắn. Vào đến không gian hàng ghế thứ hai thì cái việc đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái ghế ngồi trên chiếc Almera này phải nói là êm. Nó vẫn tương tự như ở chiếc Sunny ở thế hệ trước ấy. Chúng ta có một cái ghế ngồi êm, thoải về phía sau, rất thoải mái, cũng như là cái không gian về phần để chân ấy, rất là rộng rãi. Ở phía trước thì mình đã chỉnh theo đúng với tư thế ngồi của mình rồi. Ở hàng ghế thứ hai thì các bạn có thể nhìn trên hình, nó rất là thoải mái thôi, không có gì để phàn nàn về mặt không gian cả. Tuy nhiên thì vẫn có điểm trừ ở phía băng ghế thứ hai ở trên chiếc Almera này, đó chính là nó không có bệ tì tay. Điều này nó sẽ làm cho chúng ta khi mà đi đường dài này, như này, nó bị mỏi ấy. Xong thì cũng không có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai. Mặc dù là chiếc xe này có điều hòa tự động một vùng ở phía trước, nhưng mà các bạn cứ thử nghĩ mà xem. Tất nhiên là sẽ có nhiều người họ sẽ đưa ra quan điểm là xe Nhật mà, điều hòa nó sẽ lạnh, nó sẽ mát, và chỉ cần ở trên nó mát thôi thì ở dưới nó cũng sẽ mát. Nhưng mà các bạn cứ mường tượng nhé, ví dụ ở trên mà bật điều hòa mà ở dưới nó mát ấy, thì ở trên ấy chúng ta sẽ phải kiểu nó rất là lạnh thì ở phía bên dưới chúng ta mới mát được. Thì đây là một cái điểm trừ ở trên chiếc Almera này, nó chưa thực sự là quá chiều chuộng người tiêu dùng. Về cảm giác lái thì chúng ta hãy cùng nói về động cơ của chiếc xe này trước đi. Nissan Almera được trang bị khối động cơ là 3 xi lanh tăng áp 1.0 lít với công suất cho ra là 98 mã và 152 Nm mô men xoắn. Nói đến đây thì chắc hẳn sẽ có nhiều người bảo 98 mã tăng áp cái gì, yếu xìu. Nhưng không, các bạn đừng nhìn vào những cái phần mã lực đó mà hãy nhìn vào cái lực mô men xoắn mà chiếc xe này tạo ra, 152 Nm mô men xoắn. Nissan Almera là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam tính cho tới nay được trang bị động cơ tăng áp, và 152 Nm cũng là con số lớn nhất về mô men xoắn của phân khúc này. Tất nhiên là nếu để so với công suất thì Almera nó còn thua kém tương đối so với cả ví dụ Honda City. Tuy nhiên thì về mô men xoắn thì có lẽ thì khỏi phải bàn.
Và nhìn vào cái lực mô men xoắn ở trên mặt giấy tờ thì chúng ta cũng đã thấy được cái chiếc xe này nó có thể vận hành được như thế nào. Và đặc biệt chú ý là lực mô men xoắn 152 Nm của Nissan Almera ấy, nó đạt được từ khá sớm, từ 2.400 vòng cho đến 4.000 vòng trên phút. Và cái điều này nó khẳng định cho chiếc xe này là không hề yếu. Bản thân mình đang cầm lái đây, mình sẽ thử tăng tốc cho các bạn xem. Nó không hề yếu một chút nào cả. Nó vẫn sẽ có đủ một cái lực kéo để các bạn dễ dàng bứt tốc trong một cái điều kiện cần thiết. Tất nhiên nói như vậy thì không nghĩa đây là một chiếc xe kiểu thể thao hoặc là nó quá khỏe gì đâu. Nhưng mới 152 Nm mô men xoắn thì rõ ràng đây là một con số khá ấn tượng ở trong phân khúc sedan hạng B ở Việt Nam. Ngoài ra thì với việc trang bị động cơ tăng áp thì rõ ràng cái thể tích xi lanh nó sẽ được giảm xuống còn 1.0 lít. Và cái điều này nó giúp cho chiếc Almera nó có một con số về mức tiết kiệm nhiên liệu thấp hơn so với cả phiên bản trước. Ngoài ra thì từ trước đến nay bản thân mình đã từng lái những chiếc xe của Nissan rồi. Và nó thực là mình cũng không quá ấn tượng với những chiếc xe của thương hiệu này, bởi nó có một cái khối động cơ tuy khỏe nhưng cái mức độ hỗn của nó khi lái hay cái mức độ dữ dội của nó thì mình không thực sự đem đến cho mình cái cảm giác hài lòng. Nó hơi bị thái quá một chút. Nhưng đối với chiếc Nissan Almera này thì nó đã khác. Khác ở cái chỗ là chúng ta sẽ có một cái chiếc xe nó vận hành trong một cái tâm thế nó nhàn nhã hơn. Nó không bị quá là gân và nó không bị làm cho chúng ta cảm giác là mệt mỏi khi phải cầm lái chiếc xe này ngay từ cái phần chân ga. Và cái độ trễ của phần turbo ở trên chiếc Nissan Almera từ khối động cơ 1.0 lít nó cũng tương đối là nhỏ. Chúng ta sẽ có một chiếc xe với cái khả năng bứt tốc khi cần tương đối là ổn định. Nó không bị làm cho chúng ta cảm giác là nó bị yếu đâu, nó vẫn rất vừa phải. Và đó là ở phần động cơ, còn tiếp theo là về phần vô lăng. Chúng ta sẽ có một cái vô lăng biến thiên theo tốc độ. Và cái mức độ phản hồi của vô lăng này cũng tương đối là tốt. Cái mức độ siết vô lăng đã cao hơn so với cả đời trước. Và chính vì vậy thì khi chúng ta cầm lái chiếc xe này ở trong phố, chúng ta vẫn sẽ có một cái cảm giác nó rất là nhẹ nhàng. Và khi chúng ta đi ở vận tốc cao thì rõ ràng vô lăng nó sẽ đầm hơn, nó sẽ nặng hơn và làm chúng ta cảm giác yên tâm hơn. Nhìn chung thì về cái cảm giác vô lăng và động cơ ở trên chiếc Nissan Almera, phải thừa nhận đây là một chiếc xe khá thú vị. Chúng ta sẽ vẫn có được một cái cảm giác hứng thú nhất định khi mà cầm lái chiếc xe này, từ phần động cơ lẫn cái trải nghiệm sau tay lái. Về hệ thống treo thì ở trên chiếc Nissan Almera này, khi các bạn cầm lái nó, các bạn sẽ cảm nhận được cái hệ thống treo trên chiếc xe này nó khá là mềm. Chính vì vậy khi đi qua những gờ giảm tốc, những con lươn, những cung đường xấu đó như mình vừa đi qua ấy, thì những cái dao động từ bề mặt đường nó dội lên cơ thể của chúng ta nó được hạn chế rất là nhiều. Và kết hợp với đó là cái bộ ghế ở trên chiếc xe này nó rất là êm, như mình có chia sẻ ở lúc ngồi hàng ghế thứ hai ấy. Chính vì vậy khi các bạn đi chiếc xe này thì các bạn sẽ cảm giác được cái mức độ chiều chuộng, cái mức độ nịnh nọt về phần cơ thể của chúng ta. Sẽ không có những cái hiện tượng bị kiểu bị chao đảo, bị sóc hay là bị khó chịu khi ngồi trên chiếc xe này nhiều đâu. Nhưng mà bù lại với cái mức độ chiều chuộng về phần cơ thể của chúng ta ở cái khoản hệ thống treo ấy, thì ở trên chiếc Nissan Almera này mình vẫn phải thừa nhận rằng nó có một cái nhược điểm, đó chính là ở cái phần cách âm. Như hôm nay mình đang lái trong điều kiện trời mưa và cũng có đi cả đường phố và cả đường trường, thì mình mới nhận ra một điều là cái khả năng cách âm của chiếc xe này, cách âm từ môi trường bên ngoài lẫn ở dưới khung gầm ấy, nó chưa thực sự là tốt. Đặc biệt là ví dụ mình đi qua những cái vũng nước hoặc là đi qua những cung đường xấu mình có trải nghiệm ấy, thì mình nhận ra là các cái âm thanh, những cái tiếng ồn từ đá, từ nước nó dội lên phía gầm xe mình nghe rất rõ rệt. Từ môi trường cũng như vậy, khi đi qua những cái chỗ mà ngã tư mà có mật độ giao thông cao ấy, thì tiếng còi này hay là tiếng môi trường nói chung, tiếng xe cộ ấy, đó cũng dội vào trong cabin nghe cũng tương đối là rõ. Đó, nhưng vừa rồi một chiếc xe máy đi qua với tốc độ cao ấy, chúng ta sẽ nghe thấy rõ ràng cái tiếng âm thanh nước nó xé qua. Nhìn chung là cái cách âm của chiếc xe này thì nó sẽ có đến từ khu vực gầm, khu vực môi trường bên ngoài và từ hộp bánh xe. Tiếp tục là về tầm quan sát thì đây là một điểm cộng ở trên chiếc Nissan Almera. Chúng ta sẽ có một cái khả năng quan sát rất tốt khi ngồi ở cái vị trí ghế lái này. Thứ nhất là cái phần gương được đặt ở phía bên dưới cửa thay vì đặt ở trụ A. Cái điều này nó hạn chế tối đa cho cái điểm mù của góc 3/4, nơi mà chúng ta vẫn thường hay nói là nhiều chiếc xe nó sẽ có rất nhiều cái điểm mù ở cái góc đấy. Thì với chiếc xe này nó không có cái điều đó. Hơn nữa là với cái thiết kế thêm một cái ô kính với cái viền mỏng ở chỗ cửa, ở phần đầu cửa này, thì nó cũng là một điểm cộng về cái tầm quan sát ở phía 3/4 của chúng ta. Và nó bù trừ khá nhiều cho cái phần trụ A tương đối dày và vát của chiếc Nissan Almera này. Thứ hai là về cái tầm quan sát phía trước và phía sau. Thì ở trên chiếc Nissan Almera này chúng ta sẽ có một cái phần kính được vát hơn so với thế hệ trước.
nó sẽ hạn chế được cái tia nắng nó chói trực tiếp vào mắt của chúng ta là cái nhất. Cái thứ hai là khi các bạn nhìn quan sát ở xung quanh, các bạn sẽ có một cái tầm nhìn nó bao quát và nó khoáng đạt hơn rất là nhiều. Và toàn bộ cái cửa sổ trên chiếc xe này nó cũng đều rất lớn. Nó vừa đảm bảo chúng ta cái tầm quan sát khi lái xe và nó cũng giúp cho hành khách ngồi trên chiếc xe được nhìn ra ngoài rõ hơn, nó khoáng đạt hơn. Có một điểm nữa mà khi mình chạy cao tốc ở trên chiếc xe này mình chợt để ý, đó là nó không có cruise control, nó không có ga tự động. Cái điều này thì thực ra mà nói, để bênh vực một chút đấy nhá, để bênh vực một chút là cái chức năng ga tự động đấy, thực ra thì chúng ta vẫn có thể độ thêm ở bên ngoài với mức giá cũng rẻ thôi, đâu đó khoảng 1-2-3 triệu gì đó. Nhưng mà nếu mà độ thì cũng có thể là chúng ta sẽ mất đi cái bảo hành chính hãng, thì cái này anh em cũng sẽ phải lưu ý hơn. Còn nếu mà nó có ngay từ đầu ấy thì nó sẽ tốt, nó tốt hơn rất nhiều, nó làm chúng ta lái nhàn hơn. Thì đây là một điểm trừ về mặt trang bị ở trên chiếc Nissan Almera không có cruise control. Bên cạnh đó thì ở trên Nissan Almera chúng ta cũng không có cảm biến ở phía trước phía sau đâu, nên bù lại thì chúng ta có cam 360. Thì tất nhiên là về mặt hình ảnh, về mặt thị giác thì cam 360 nó hỗ trợ chúng ta rất nhiều, nó giống như một cái trợ lý, hay nói đúng hơn là giống như một cái vệ tinh nó chiếu từ trên xuống ấy, nó làm chúng ta lái xe nhàn hơn, tiện trong việc lùi xe. Nhưng mà nếu có cảm biến nữa, nó cảnh báo bằng âm thanh để chúng ta nghe thấy ấy, khi mà gần đến cái điểm va chạm ấy, thì nó sẽ là tốt hơn rất là nhiều. Và có một điểm nữa mình suýt chút quên không nói với các bạn, đó chính là mình cũng rất ấn tượng với các cái chi tiết hoàn thiện ở trên chiếc Nissan Almera này. Ngay từ ở cái phần điều khiển gió điều hòa ấy, chúng ta sẽ có một cái núm xoay, hai cái núm xoay chính xác hơn, hai cái núm xoay với cả ốp cao su ở bên ngoài. Cái mức độ hoàn thiện cũng rất cao, và cái trải nghiệm sử dụng của chúng ta khi mà vặn ấy, nó cũng rất là mượt, nó không hề có một cái độ dơ và bị cảm giác lỏng lẻo bình dân đâu. Trên chiếc xe này cái mức độ hoàn thiện về không gian nội thất, từ phần màn hình, từ phần táp lô cho đến các nút bấm, mình đều thấy nó rất ổn. Nói chung là ngoài mong đợi ở trong cái phân khúc này. Và đó là những đánh giá của bọn mình về chiếc Nissan Almera sau một thời gian ngắn trải nghiệm chiếc xe này. Các bạn thấy sao về chiếc xe này thì có thể để lại comment ở phía bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Mình là Hoàng Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.